Thưa quý vị, Hội hữu nghị Việt Nam Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Côn Đảo tổ chức cho học sinh từ khối mẫu giáo 5 tuổi đến khối trung học cơ sở vẽ tranh với chủ đề Vì tình yêu quê hương đất nước, chung tay bảo vệ môi trường. Tham gia hoạt động này, gần 100 em học sinh đến từ các trường học trên địa bàn huyện Côn Đảo đã cùng nhau vẽ một bức tranh khổ lớn có chiều dài 30m và chiều ngang 1,5m. Tham gia vẽ tranh có chủ đề Vì tình yêu quê hương đất nước, chung tay bảo vệ môi trường. Các em học sinh huyện Côn Đảo đã chung tay vẽ một bức tranh mang đầy ý nghĩa với cuộc sống, với môi trường, phản ánh về cuộc sống thực tại đang diễn ra xung quanh, thể hiện tình yêu quê hương đất nước, chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Những nét vẽ tuy mộc mạc nhưng vẫn thể hiện được tư duy sáng tạo độc đáo của các em. Hoạt động rất là ý nghĩa. Con thấy mình được sáng tạo thêm. Và thông qua hoạt động này giúp chúng con nâng cao thêm ý thức bảo vệ môi trường với thiên nhiên và hoạt động xung quanh. Vẽ tranh Vì tình yêu quê hương đất nước, chung tay bảo vệ môi trường là hoạt động thiện nguyện được Hội hữu nghị Việt Nam Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trong nhiều năm qua tại một số địa phương trên cả nước, đặc biệt là những địa phương vùng sâu vùng xa biên giới hải đảo. Hoạt động này giúp các em học sinh được tiếp cận với môn hội họa thông qua sự hướng dẫn của các họa sĩ chuyên nghiệp, từ đó khuyến khích các em có năng khiếu về hội họa, phát huy khả năng của mình. Đồng thời cũng là dịp để các em thể hiện tình yêu quê hương đất nước, con người và thiên nhiên thông qua những nét vẽ của mình. Khi chúng ta có những hoạt động thường xuyên như vậy, sẽ có những tour du lịch họ đến với Côn Đảo vì mục đích văn hóa, vì mục đích giáo dục, vì mục đích chiêm ngưỡng những cái tác phẩm của các cháu vẽ ra. Thì người Nhật họ sẽ rất là quan tâm đến những cái hoạt động mang tính chất thiện nguyện như vậy. Và chúng ta có thể sẽ là một điểm đến du lịch vì hòa bình, du lịch vì tình đoàn kết hữu nghị, vì văn hóa, vì giáo dục v.v.